Tôi gọi công thức này là công thức làm chủ cuộc đời và tôi dạy các bạn cách để vẽ ra cái tấm bản đồ cho mình vô vàn điều học thú vị nữa và chương trình này là một chương trình trải nghiệm liên tục từ sáng đến đêm trong 5 ngày khi bạn học xong bạn sẽ không bao giờ có thể quay lại con người cũ của mình được nữa như Vậy chúng ta muốn trở thành ai trong cuộc đời này là rất là quan trọng các anh chị như vậy thì tất cả những điều mà các bạn hỏi ở đây đều vì chúng ta mất phương hướng nghe cái từ khóa ở đây mất phương hướng không có phương hướng để đi không biết điểm đến của mình là điểm nào anh chị ghi xuống cái điều quan trọng này là mất phương hướng mất phương hướng không có đường hướng để đi không có đường hướng để đi và khi không có đường hướng để đi thì ta không đi được làm thế nào để có được phương hướng học cái đỉnh cao nhất cuộc đời của mỗi con người mà chúng ta biết được mình sinh ra để làm gì được gọi là mission hay là sứ mệnh cuộc đời của chúng ta mỗi con người chúng ta sẽ có những điểm xuất phát khác nhau có người ở đây có người ở đây có người ở đây nhưng dù thế nào đi chăng nữa dù xuất phát ở đâu không quan trọng bạn có thể sinh ra trong nghèo khó bạn có thể sinh ra trong một gia đình giàu có bạn có thể sinh ra trong một gia đình ly thôn của cha mẹ thậm chí không cha không mẹ bạn có thể sinh ra trong một gia đình hạnh phúc điều đó không quan trọng bạn có thể là nam bạn có thể là nữ bạn có thể đa giới tính điều đó không quan trọng bạn có thể thấp bạn có thể cao bạn có thể da màu bạn có thể tóc đen bạn có thể tóc vàng tất cả những điều đó không quan trọng chúng ta có thể điểm xuất phát khác nhau chúng ta có xuất khác nhau nhưng để đến được thành công thì thông thường có một con đường được vạch sẵn cho chúng ta và mỗi người sẽ có một con đường khác nhau. Và để đi trên con đường đó, chúng ta cần đặt cho mình những mục tiêu cụ thể. Những mục tiêu cụ thể. Và chúng ta sẽ đi trên những con đường để đến những cái mục tiêu, rồi hôm sau ta đến một mục tiêu khác, rồi lại một mục tiêu khác, rồi mục tiêu khác, mục tiêu khác. Có thể trong cuộc đời của chúng ta sẽ có rất nhiều ngày nào đó chúng ta sẽ chẳng đến được đến sứ mệnh của mình nhưng chúng ta luôn có một cái tầm nhìn đó chính là cái vision cái tầm nhìn của chúng ta chúng ta luôn hướng đến sứ mệnh của mình tầm nhìn để hướng tới sứ mệnh của mình đây là con đường tôi phải đi con đường này dẫn tôi tới đỉnh cao nhất của thế giới nóc nhà của thế giới đỉnh núi nào ạ? Cho Chomolungma Cho mà đỉnh cao nhất thế giới và đây là chúng tôi đến từ từ North Face mặt Bắc. Tôi tự mình lái xe đi trên con đường này. Tôi có nhìn thấy đỉnh núi của mình không các anh chị? Không. Tôi không nhìn thấy đỉnh núi của mình. Ảnh này tôi chụp từ flycam. Và đây là con đường chúng tôi phải đi. Đây là con đường phải đi qua. Nó như vậy đấy các anh chị. Đây là đỉnh núi Everest từ mặt Bắc. Còn gọi là đỉnh Chomolungma. Và trên cái đỉnh đường đường con đường đó thì tôi phải đi qua những cái mục tiêu khác nhau và chúng tôi phải đến được những mục tiêu này. Ngày hôm nay tôi ở điểm A này và tôi phải đến được điểm B này. Nhưng ngày mai điểm B này trở thành điểm A và tôi đến được điểm B mới này A1 và B1. Tôi không thể đến được B1 chừng nào tôi còn không đến được B ngày mai nữa. B1 lúc này trở thành A2 và tôi cần phải đếm điểm B2. Cứ như vậy hết bài học này hiện ra thì bài học khác mới có thể tiếp tục đến với chúng ta được. Nhiệm vụ là ta cần phải hoàn thành từng bài học của cuộc đời. Và trong hành trình đi của chúng ta trên hành trình cuộc đời ta cần phải hoàn thành từng bước đi như vậy. Được gọi là các mục tiêu. Các mục tiêu này cần phải hướng tới cùng một tầm nhìn. Và tầm nhìn này phải được phục vụ cho sứ mệnh cuộc đời của mình. Tất cả các bạn, những người đã cầm micro, ba người vừa cầm micro trong thời sách vừa qua, các bạn đều bị vướng vào đây. Bạn không tìm thấy ở đây, bạn đã tìm thấy những mục tiêu khác ở đây, khác ở đây, khác ở đây. Bạn không biết rằng việc học đại học không phải là mục tiêu, việc học đại học chính là cỗ xe để giúp bạn tiến tới mục tiêu được nhanh hơn. Bạn có thể đi bằng xe này, bạn có thể đi bằng xe khác. Hành trình lên đỉnh Chomolungma, tôi đi bằng ô tô, một vài người khác họ đi bộ, còn những người khác đi bằng phương pháp kỳ dạ hơn. Họ đi vừa đi vừa vái, tôi đi mất một tháng, họ đi mất cả cuộc đời để đến được nơi. Nhưng dù tôi đi nhanh, đỉnh cao đỉnh cao rất cao 5.198m 5.200m các anh chị 5.200m xe biển số Việt Nam ấy. nhưng tôi đi bằng đi bộ có người khác thì đi bằng xe đạp rất nhiều người đạp xe trên cái hành trình đó rất nhiều người đi bộ trên hành trình đó chúng tôi chọn một phương tiện tốt hơn là ô tô nếu chúng ta không biết được chúng ta sẽ nhìn thấy ngày hôm nay đây là mục tiêu đây là mục tiêu đây là mục tiêu giống như chị giáo viên kia Toán học là mục tiêu văn học là mục tiêu rồi lại giảng về tin học là mục tiêu ta đi từ mục tiêu này đến mục tiêu khác đến mục tiêu khác cuối cùng ta tìm thấy nó chẳng giống cuộc đời của ta là cái gì cả vì vậy cho nên bạn cần phải xác định được mục tiêu phù hợp với tầm nhìn tầm nhìn phải phù hợp với sứ mệnh lúc đó ta mới thực sự có cuộc sống đúng nghĩa mà mình muốn tiền bạc không phải là mục tiêu tiền bạc là cái thước đo chúng ta tiến tới được mục tiêu và mỗi một cái mục tiêu giúp ta có thêm những phần thưởng là tiền bạc. Ai trong cuộc đời của chúng ta cũng chỉ đi tìm một thứ duy nhất mà thôi. Đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc đó chính là cái tầm nhìn mà mỗi người chúng ta đều mong muốn hướng đến. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đơn giản là đạt được điều mà chúng ta mong muốn có trên cuộc đời này. Đây là một định nghĩa vô cùng đơn giản. Vậy vậy bạn phải biết được mình muốn điều gì thì mình mới có thể biết được là mình hạnh phúc hay không. Điều thứ hai là nỗ lực để có được cái điều mình muốn có đó thì mới có được hạnh phúc. Một số anh một số các cụ ở đây giờ nói về tình yêu với phụ nữ 18 tuổi chắc không? Đó có phải là hạnh phúc của các cụ? Nếu có các cháu 18 tuổi mà nâng khăn sửa túi cho các cụ các chủ có thích không? Không đúng không nhỉ? Chàng trai bên cạnh có thích không nếu có một em 18 tuổi nâng túi cho mình? À có. Như vậy cùng là phụ nữ, cùng là đàn ông mà tại sao các ông thì không thích mà các cháu thì lại thích? Vì sao ạ? Bởi vì các ông đã hoàn thành mục tiêu chinh phục các cháu 18 từ lâu rồi. Đúng, hay rất đúng. Giờ hỏi ông, ông ơi ông có cần tiền không? Ông bảo tiền cái cha mày tao thiếu gì tiền cần tao cho này con. Ông có cần tiền nữa không? Không cần tiền nữa. Ông cần bà cơ. Nhưng mà bây giờ đưa bà cho thằng này nó có nhận không? Nó lại đánh cho nó bảo tiên sư mày tao đã học lái máy bay đâu. <laughs> Tại sao lại như vậy? Bởi mỗi người cần phải hoàn thành những bước đi khác nhau. Mỗi một người sẽ có những nhu cầu khác nhau. Chúng tôi gọi là các giá trị value. Các giá trị sống có hai loại giá trị. Giá trị giúp con người tiến về phía trước. Lại giá trị thứ hai đẩy con người ra khỏi. Chúng tôi gọi là giá trị né tránh. Những giá trị mà con người không muốn và các loại giá trị thứ hai đó là giá trị hướng tới là những điều con người muốn mỗi người chúng ta ở đây muốn những giá trị khác nhau một vài người muốn được trở nên hạnh phúc một vài người muốn được có phụ nữ một vài người muốn có sức khỏe một vài người muốn có tiền một vài người lại muốn đàn ông một vài người cần được học nhiều hơn một vài người được ai đó yêu thương một vài người trong số phụ nữ ở đây muốn có một bờ vai đủ lớn để dựa vào một vài người đàn ông ở đây muốn có một ai đó để làm cho mình được ôm khi mình làm xế một vài người muốn có một cái cánh tay nào đó để tối để gác đầu lên một vài người muốn có một cái bụng để gác chân vào mỗi người chúng ta sẽ có những nhu cầu khác nhau được gọi là các giá trị sống khác nhau một vài người ghét ăn rau một vài người thì lại ghét ăn thịt một vài người thì ghét tiền một người vài, vài người thì không thích phụ nữ một người vài người thì tóc tóc dài một vài người thì lại không thích tóc dài tùy theo những cách khác nhau chúng ta có những giá trị mà chúng ta hướng tới một vài người thì không thể chịu được được nói bậy một vài người lại nói bậy thì rất vui đó là những giá trị sống khác nhau chúng ta cần phải học cách nhận biết những giá trị sống khác nhau trước hết nhận biết được giá trị sống của mình nhận biết được giá trị sống của người khác đặc biệt là những người xung quanh mình, của gia đình mình, của bố mẹ mình, của vợ hoặc chồng mình, của con cái mình, của đồng nghiệp của mình, của khách hàng của mình, của cộng đồng của mình, của quốc gia của mình và của những người khác chúng ta tình cờ gặp trên cuộc đời này. Nếu bạn ngắm được nghệ thuật về xác định giá trị của mọi người, bạn không chỉ làm cho mình hạnh phúc, bạn giúp cho mọi người trong cuộc sống này được trở nên hạnh phúc hơn. Cô gái đó, cô nói rằng tôi cần có một tỷ, nhưng cô không hình dung được một tỷ nó lớn đến cỡ nào cả. Cô ấy chỉ nói bởi vì cô ấy chưa sẵn sàng cho những mục tiêu của mình. Rất nhiều người trong cuộc sống của chúng ta hiện nay đi đang đi bán hàng chỉ là một việc thôi để kiếm tiền. Mà họ không nhận ra rằng bán hàng là một trong những cách để thực hiện sứ mệnh của mình. Khi bán hàng được xác định là mục tiêu thì bạn luôn tìm cách kiếm được tiền thật nhanh và sau đó bỏ bê mọi việc bạn trở thành kẻ xấu. Còn bán hàng để thực hiện sứ mệnh của mình để giúp đỡ một ai đó mission luôn gắn với một ai đó, một who else nào đó, một người khác nào đó mà bạn cần phải phục vụ. Bạn tìm ra được điều này, bạn sẽ có một cuộc sống viên mãn hoàn toàn khác với phần còn lại của thế giới. Trên thế giới này chỉ có 4% mọi người biết cái tấm bản đồ này của mình mà thôi. Cho nên điều quan trọng nhất ở đây học là để không phải học nữa. Công việc, công việc là gì? Công việc cũng là cái cỗ xe để thực hiện được sứ mệnh cuộc đời của mình. Làm để không phải làm nữa. Điều mà chúng ta muốn tồn tại mãi theo thời gian này bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn lúc nào đó mình sẽ không phải làm việc nữa. cho này nào. Cảm ơn các anh chị. Như vậy học tập ta phải xác định nó là cỗ xe để đem cho ta đến được thành công nhanh hơn trên cuộc đời. Đem cho ta hoàn thành được sứ mệnh hơn. Cho nên cái học này phải học đúng cái mục tiêu, học đúng tầm nhìn và học đúng sứ mệnh. Thì đấy mới là một việc học đúng. Nhưng hầu hết ta không có lựa chọn nào cả Ngoài cái lựa chọn vào cái trường đại học đấy Đó là một cái điều sai lầm Cho nên tôi nói lại một lần nữa Học thì không thể bỏ được Bởi vì ta cần phải học để ta còn đi tiếp cái hành trình Bác Hồ nói là có tài mà không có đức Và có đức mà không có tài là ở chỗ này đây Cho nên ta phải học để có tài năng của mình Như vậy thì không phải tôi bảo bỏ đại học đại học Mà vấn đề ta bỏ những thứ không cần thiết Để học những thứ cần thiết trên cuộc đời Thì thời gian cuộc đời của chúng ta rất là ngắn tôi không thể học dài được cho nên chúng ta sẽ phải học thật ngắn học để không cần học nữa và để hoàn thành được những mục tiêu mỗi mục tiêu ta lại cần phải hoàn thành một việc học khác nhau các anh chị giống như chúng ta đổ xăng ở mỗi một chặng đường vậy cứ đi thì nó lại hết xăng và để hoàn thành được những chặng đi này thì ta cần có những kiến thức khác nhau vậy cho nên bao trong số các anh chị muốn mình tự mình vẽ ra một cái bản đồ như vậy cho cuộc đời của mình à quay sang cạnh hai file rằng là hãy vẽ cuộc đời của chính bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình Hãy chú ý điều này, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình chứ không phải trở thành người khác. Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về năm cái khía cạnh để có thể xử lý được cảm xúc của mình, năm khía cạnh khác nhau. Bên cạnh ba yếu tố quan trọng là thân thể, điều mà chúng ta đang tập trung vào và ngôn từ thì còn hai cái khái niệm nữa ở phía trên là mission của chúng ta, ở phía dưới basic hơn cả nữa, đấy là identity, who you are, bạn là ai. Bạn là ai? Như vậy anh chị sẽ nhìn thấy năm thứ ở đây sứ mệnh tầm nhìn giá trị và còn một thứ nữa bạn là ai người lái xe này là ai vậy cho nên đầu tiên chúng ta sẽ học về cảm xúc thứ hai tôi sẽ nói chuyên sâu hơn cho các anh chị về mặt thân thể làm thế nào để chúng ta có luôn có một cái trạng thái thân thể tuyệt vời trạng thái thân thể tuyệt vời được gọi là các beautiful state cái trạng thái đẹp vô cùng trong cuộc đời bằng cách nào chúng ta nhanh chóng di chuyển từ cái nỗi đau giống như cô gái oh, 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 oh. ngày hôm qua đó chuyển thành một người tươi sáng ngay bao nhiêu số anh chị mong muốn mình có thể đúng ngóng tay phát mình trở thành hạnh phúc luôn giơ tay lên ạ à, quay sang cạnh hai phải là phải trở thành người hạnh phúc trở thành người hạnh phúc bằng việc luyện tập thân thể như vậy tôi đã giúp cho rất nhiều người bỏ thuốc lá ở ngay trong chương trình bỏ thuốc lá ở ngay trong chương trình bên cạnh cái thân thể thì có cái điều thứ ba mà các anh chị cần phải làm đó là mối quan hệ. Đây là điều quan trọng tôi nói là quan trọng hơn cả tiền mối quan hệ. Mối quan hệ và xử lý được cái mối quan hệ này là một trong những cái vấn đề lớn nhất của loài người các anh chị. Người với người sống để yêu nhau. Quay sang cạnh ngày hai phải nói rằng tôi rất là yêu bạn. Tôi rất là yêu bạn. Yêu bạn cho nên bạn mới ngồi cạnh nhau đúng không nhỉ? Tôi rất là yêu bạn. Tôi rất là yêu bạn. Rất tuyệt vời. Người với người sống để Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây rất yêu tôi cho tôi lên nói tôi Quay trở cạnh hai bạn là tôi cũng yêu bạn nữa Thật tuyệt vời Người với người sống để người với người sống để... người với người sống để Thật tuyệt vời Người với người sống để yêu nhau Nhưng chúng ta lại không biết yêu là gì trời ơi Và chúng ta không biết làm thế nào Để mình yêu được người ta Tôi nói với anh chị một bí quyết và tôi mất gần 2 ngày để xử lý vấn đề về mối quan hệ. Nhưng mà tôi cho anh chị một bí quyết. Thế nào là gọi là tình yêu? Định nghĩa vô cùng đơn giản. Tình yêu là gì? Tình yêu là nơi hoặc là người. Tạm gọi ta là nơi đi. Tình yêu là nơi để ta cho chứ không phải để đòi hỏi. Đây là một bí quyết nhanh chóng để giúp cho các cặp hôn nhân nhanh chóng di chuyển từ nhóm số 4 lên nhóm số 3 lên nhóm số 2 và lên cung cấp độ số 1 yêu nhau. Tôi chia cấp độ yêu nhau thành 6 cấp độ. Cấp độ 1 là yêu nhau vô cùng, truyền cảm hứng cho nhau mạnh mẽ vô cùng. Cấp độ 4 là ở trong thị trái muốn ly hôn. Thì hầu hết mọi người đang rơi vào trạng thái 3 hoặc trạng thái 4. Học xong chương trình đấy chỉ trong buổi tối thôi đã nắm tay nhau hỏi số mấy thôi em một rồi thì xử lý mối quan hệ là một trong những cái bí quyết của cái chương trình lập trình vận mệnh bởi vì trên một cỗ xe này ta sẽ hình dung xem cần phải có những người lên xe cùng với ta và có cả những người xuống xe mỗi một con đường một người đi và mỗi một cỗ xe như vậy thì có những người lên và xuống như chuyến xe buýt vậy họ có thể không cùng mục tiêu nhưng mà mỗi người chúng ta sẽ đi cùng một hành đoạn nào đó trên hành trình cuộc đời mối quan hệ là vô cùng quan trọng ngày hôm qua chúng ta nói được tiền tệ rồi nhưng mà chúng ta cũng phải biết một điều rằng thế này mối quan hệ có ảnh hưởng tới thân thể không anh chị cái yếu tố thứ năm trong cuộc đời của chúng ta đó là tiền Ai trong số cũng rằng mọi tiền cho nên khỏi phải hỏi đó là cái cách mà chúng ta muốn ở đây. Cho nên tiền bạc, mối quan hệ tạo nên tiền và tiền cũng được tạo nên từ mối quan hệ và tiền cũng tạo nên mối quan hệ. Khi bạn có nhiều tiền bạn chơi với những người nhiều tiền. Khi bạn ít tiền bạn chỉ có thể chơi được với những người ít tiền thôi. Nhưng nguy hiểm hơn khi bạn nhiều tiền khi bạn ít tiền thì bạn chỉ cho con bạn chơi được với những người ít tiền thôi. Bạn không bao giờ giúp cho con chơi được với những người nhiều tiền cả. Đây là điều rất là quan trọng. Trong cuộc sống của bạn cũng vậy khi bạn có nhiều tiền, bạn sẽ tìm được những người bạn nhiều tiền và trừ những mối quan hệ này mà chúng ta trở nên gì ạ? mối quan hệ tạo nên trở nên chúng ta điều gì? giàu có, giàu vì? giàu vì gì? quay sang danh hai phai là tôi giàu nhờ bạn đấy, tôi giàu nhờ bạn đấy. và chúng ta thực sự chỉ có thể tự do khi chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta có nhiều gì các anh chị nhỉ? nhiều thời gian. tất cả những người nghèo đều bận các anh chị. thời gian cho nên chúng ta sẽ cần có thời gian tiền sẽ tạo ra thời gian cho chúng ta càng nhiều tiền bạn càng rảnh rỗi hơn nhiều thời gian thì bạn sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc cho thân thể của mình nhiều thời gian thì bạn sẽ chăm sóc cho cảm xúc của mình nhiều thời gian thì bạn sẽ chăm sóc cho các mối quan hệ của mình đây là những điều vô cùng quan trọng khi bạn có một thân thể khỏe mạnh bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn làm việc thoải mái hơn khi bạn có thể khởi mạnh bạn ít thì phải tiêu tốn tiền cho thuốc men của mình hơn đấy là những điều vô cùng tuyệt vời khi bạn có cảm xúc tích cực bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi bạn có cảm xúc tiêu cực bạn sẽ bớt tiền mình đi khi bạn có nhiều tiền bạn sẽ vui hơn là không có tiền cho nên cảm xúc ảnh hưởng đến tiền và cảm xúc ảnh hưởng đến mối quan hệ đây là năm cái thứ có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau và tạo nên cái giá trị sống cái chất lượng sống cho cuộc đời của bạn nếu một trong năm yếu tố này được cải thiện cả năm yếu tố khác cùng được cải thiện một trong năm yếu tố này đi xuống các yếu tố khác đều có thể bị ảnh hưởng và đi xuống trong đó cảm xúc mang quyết định chi phối những yếu tố này những yếu tố này cũng ảnh hưởng đến cảm xúc nhưng trong mối quan hệ này cảm xúc là quan trọng nhất và giữ quy định chi phối. Cảm xúc ảnh hưởng đến thân thể, cảm xúc ảnh hưởng đến mối quan hệ, cảm xúc ảnh hưởng đến tiền và cảm xúc ảnh hưởng đến cả thời gian. Vì vậy cho nên bạn cần phải học để quản trị được năm cái điều này. Tôi gọi công thức này là công thức làm chủ cuộc đời và tôi dạy các bạn cách để vẽ ra cái tấm bản đồ cho mình. Vô vàn điều học thú vị nữa và chương trình này là một chương trình trải nghiệm liên tục từ sáng đến đêm trong 5 ngày. Khi bạn học xong bạn sẽ không bao giờ có thể quay lại con người cũ của mình được nữa bao trong số các anh chị mong muốn mình có một con người mới ra thế nói rồi tôi. Tôi. quay cạnh hai pha là tôi là phiên bản tốt hơn của chính tôi tôi là phiên bản tốt hơn của chính tôi à, cảm ơn các anh chị và khi trở thành một phiên bản tốt hơn thì lúc đó bạn bắt đầu thực hiện được sứ mệnh của mình bạn phải trở nên tốt hơn trước khi bạn có thể giúp đỡ được người khác bạn phải trở nên khỏe mạnh hơn trước khi bạn có thể giúp đỡ được người khác bạn có những mối quan hệ hoàn hảo hơn trước khi bạn có thể giúp đỡ được người khác. Bạn phải có nhiều tiền hơn trước khi bạn có thể giúp đỡ được người khác. Bạn cần phải có nhiều thời gian hơn trước khi bạn có thể giúp đỡ được người khác. Bao trong số các anh chị thấy rằng mình cần phải có nhiều điều này hơn trước khi mình giúp đỡ những người khác. Quay sang bên cạnh hai vai phải trở nên tuyệt vời hơn. Cảm ơn các anh chị. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo